Xin trân trọng kính chào quý vị đang đến với chương trình Diễn đàn Chính luận thuộc hệ thống truyền hình SBTN. Thưa quý vị, trong tuần lễ này có một ngày lịch sử. Mà cái ngày này khi chúng tôi đi học, mình bảo là ngồi trong ghế nhà trường ngày xưa bên Việt Nam, cứ đến cái tháng 7, ngày 21 tháng 7 thì lại được nhắc nhở đó là một ngày quốc nhục. Thì thưa quý vị, tại sao ngày 21 tháng 7 là ngày quốc nhục? Cũng như có nhiều người nghĩ rằng bởi vì có cái ngày 21 tháng 7 năm 1954 mới có ngày 30 tháng 4 năm 1975. Hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được trò chuyện cùng luật sư Lưu Tường Quang. Thưa quý vị, luật sư Lưu Tường Quang, nếu quý vị sống ở Australia, Úc hoặc là có theo dõi những bài viết của luật sư trên nhiều tạp chí khác nhau thì không xa lạ vì với những cái quan điểm rất là người quốc gia của luật sư Lưu Tường Quang. Thưa quý vị, trước năm 75, luật sư Lưu Tường Quang là một viên chức ngoại giao lâu đời và cao cấp của Việt Nam Cộng Hòa. Trong những ngày tháng cuối cùng của tháng 4 năm 75, chức vụ chính thức của ông là Tổng Thư ký của Bộ Ngoại giao. Và sau đó ông tị nạn qua Úc. Qua Úc Châu, thưa quý vị, ông là người Việt Nam tị nạn đầu tiên được có bằng luật sư. Hành nghề luật sư ở bên đó họ gọi là trạng sư. Và sau đó ông cũng đã phục vụ rất là nhiều năm trong chính quyền của Úc Châu với nhiều chức vụ cao cấp khác nhau. Một chức vụ mà chúng tôi rất là kính phục đó là, thưa quý vị, ông Lưu Tường Quang, xin lỗi quý vị, ông Lưu Tường Quang đã từng là tổng giám đốc của đài phát thanh đa văn hóa đa ngôn ngữ của Úc Châu, và ông cũng là chủ tịch cộng đồng đầu tiên của cộng đồng Úc Châu. Thành thử là chúng tôi rất là hân hạnh hôm nay được trò chuyện cùng luật sư Lưu Tường Quang. Đại sư, kính chào luật sư. Dạ, yeah, thưa kính chào chuyên gia Phạm Nam. Tôi rất là cảm ơn cái lời nhập đề về tôi một cách rất là rộng rãi như vậy. Tuy nhiên, tôi chỉ nghĩ mình là một cái người từ trước tới sau như một, giữ vững một cái lập trường quốc gia và dành dụng những cái thời gian mà mình có để không những là chăm lo cho gia đình của mình mà có thể đóng góp vào cộng đồng và đóng góp vào đất nước định cư, cũng như đóng góp vào cái tiến trình tranh đấu cho dân chủ hóa tại đất nước Việt Nam của chúng ta. Tôi xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của diễn đàn chính luận của Đài Phát thanh, Đài Phát hình SBTN tại Hoa Kỳ. Và như trong lời nhập đề thì anh Phạm Nam có nói đến khi anh đi học ở trường thì anh học về cái ngày 21 tháng 7 1954 như là một ngày quốc nhục. Tôi thì lớn tuổi hơn anh chút ít, và tôi không những là học về cái ngày đó mà tôi là chứng kiến cái ngày đó. Là tại vì vào cái ngày 22 tháng 7 1954, tức là một ngày sau khi hiệp định Paris, sau khi hiệp định Geneva, tiền thân của hiệp định Paris như anh vừa mới nói, được ký kết, thì tôi là một trong những người học sinh lúc bấy giờ ở cái thời buổi tuổi teen, tức là khoảng 14-15 tuổi, đã cũng đã đi biểu tình, cũng đã từng nhìn thấy những cái cờ rủ treo khắp nơi tại thủ đô Sài Gòn cũng như các tỉnh từ vị trí 17 trở xuống tới Cà Mau. Cho nên cái việc mà chúng ta coi cái ngày 21 tháng 7 1954 là một ngày quốc nhục thì cái điều đó nó cũng là một cái điều chính đáng, nó thể hiện cái cảm tính, cái lòng thương dân yêu nước, nếu chúng ta nói theo cái ngôn từ của các vị lãnh đạo, hoặc là cái cảm mến và cái tình đồng bào của chúng ta trong cái xã hội mà chúng ta có thể sinh sống được một cách tương đối tự do và dân chủ. Thì quả thực cái biến cố, cái việc ký kết hiệp định Geneva vào ngày 21 tháng 7 1954 là một cái biến cố mà có lẽ nó sẽ là một cái điểm đen rất lâu trong lịch sử của Việt Nam. Lý do tại sao tôi nói như vậy là vì không phải chúng ta dựa vào các cảm tính, mà chúng ta dựa vào những cái tài liệu mới vừa được phổ biến sau này vào năm 2004 tại Bắc Kinh, cũng như những tài liệu mật mà Ngoại trưởng Nga lúc bấy giờ là Molotov đã ghi lại, thì chúng ta thấy rằng rõ ràng ông Hồ Chí Minh
và phong trào cộng sản trong cái liên minh Việt Minh đã phản bội dân tộc. Tại sao tôi nói là họ phản bội dân tộc? Là tại vì cái chiêu bài của ông Hồ Chí Minh và những phần tử cộng sản trong phong trào Việt Minh là những người tự nhận là họ tranh đấu để giải phóng đất nước Việt Nam trong cái sự đoàn kết và thống nhất đất nước. Nhưng mà chính họ là cái người tại hội nghị Geneva đã tuân lệnh của Moscow và của Bắc Kinh để phân chia đất nước Việt Nam lần đầu tiên sau trong mấy thế kỷ tại vị trí thứ 17. Ngay cả cái vị trí thứ 17 và cái sông Danh và cái cầu Hiền Lương nó cũng là những cái biểu tượng nó đem lại rất đau lòng cho tất cả người Việt dù ở là miền Bắc hay là miền Nam, thưa anh. Trong khi đó xin lỗi ngắt lời luật sư một chút xíu, tức là luật sư đó là một nhân chứng mình đã thấy, mình đã nghe, thì cái sự việc mà đất nước của mình bị chia đôi dưới cái những cái toan tính của người cộng sản cũng như toan tính của Tàu, của Nga, thì bởi vậy mình mới gọi nó là ngày quốc nhục. Quốc nhục bởi vì đã có những người Việt Nam ngay từ thời đó mình bảo là bán nước để mà gây dựng cái quyền lực riêng của họ. Vậy thì xin luật sư có thể cho biết tóm tắt một vài cái điểm chính của cái Hiệp định Geneva, nó có những cái điều gì ngoài cái việc mà đã chia đôi đất nước làm cho người quốc gia cảm thấy rất là đau lòng. Trên nguyên tắc mà chúng ta chỉ có thể nói được trên nguyên tắc là tại vì thực tế cái Hiệp định Geneva nó đã không được thi hành. Nó hoàn toàn bị vi phạm bởi chế độ tại miền Bắc Việt Nam sau khi họ đã tiếp thu cái phần lãnh thổ phía Bắc của chúng ta. Ngoài cái vấn đề mà chúng ta vừa nói, thì cái điểm chính của cái Hiệp định Geneva áp dụng cho Việt Nam, nó quan trọng ở cái chỗ là nó phân chia đất nước Việt Nam ở vị trí thứ 17. Và cái mục tiêu là để có thể tạm thời chấm dứt những chiến cuộc để hai bên có thể tự chọn cái quyền tự chọn, tức là những người ở miền Nam nào mà muốn theo cộng sản ra miền Bắc thì có thể tập kết ra miền Bắc, và những người ở miền Bắc nào mà muốn chọn cái chế độ tự do từ miền Nam thì có thể vào miền Nam. Và cái đó là một trong những cái điều khoản của Hiệp định Geneva, và do đó mà khoảng 1 triệu đồng bào miền Bắc đã di cư vào miền Nam và đã tiếp tục cái cuộc tranh đấu của họ trong suốt thời gian từ 1954 cho đến 1975, góp phần chung lưng đấu cực với đồng bào miền Nam hay là đồng bào tất cả các cả nước tại Việt Nam Cộng Hòa để tiếp tục cái lý tưởng tự do và dân chủ. Có một điểm mà người ta hay ngộ nhận và chúng ta sẽ thảo luận trong những giây phút sắp tới, đó là Hiệp định Paris là một hiệp định Geneva. Tôi cứ thường nhắc nhở Hiệp định Paris tại vì như chúng ta đồng ý là cái Paris nó là một cái hậu quả phần nào của Geneva. Dạ đúng vậy. Cái Hiệp định Geneva nó gồm 47 điều và nó chỉ được 7 trong số 9 phái đoàn ký kết. Hoa Kỳ và Việt Nam và quốc gia Việt Nam, sau này là Việt Nam Cộng Hòa, đã hoàn toàn phản đối cái việc phân chia đất nước, và vì lý do đó chúng ta không cho chính phủ Ngô Đình Diệm hoàn toàn không có ký tên vào cái văn bản của cái Hiệp định Geneva. Nhưng mà ngoài ra cái Hiệp định Geneva nó còn có một cái phần khác gọi là cái lời tuyên bố sau cùng, tức là Final Declaration. Và cái lời tuyên bố sau cùng này nó đã được ông Ngoại trưởng Anthony Eden của Vương quốc Anh, lúc bây giờ là đồng chủ tọa với hội nghị Geneva, đã tuyên đọc, nhưng mà không ai ký tên cả, mà nó không phải là cái phần của Hiệp định Geneva, mà nó chỉ là một cái lời tuyên bố cuối cùng để bày tỏ cái ước muốn, cái kỳ vọng là sẽ Việt Nam sẽ có một cuộc tổng tuyển cử 2 năm sau khi ký kết Hiệp định Paris vào tháng 7 năm 1956. Chúng ta phải nói ngay cái vấn đề này là tại vì tất cả cái luận điệu của chế độ cộng sản vẫn sử dụng cái bản tuyên bố cuối cùng này để tố cáo Việt Nam Cộng Hòa hay là Thủ tướng Ngô Đình Diệm vi phạm Hiệp định Paris. Tóm lại, cái việc mà đất nước Việt Nam bị chia đôi là do cái phần quyết định của bên miền Bắc của ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản
Thực sự thì nó không phải là do cái phần quyết định của ông Hồ Chí Minh hay là ông Phạm Văn Đồng. Ông Phạm Văn Đồng là lúc bây giờ là trong vai trò ngoại trưởng, đã tham dự lãnh đạo cái phái đoàn của Việt Minh. Mà thật sự thì chúng ta một cách rộng lượng thì chúng ta có thể nói là ông Hồ Chí Minh đồng ý. Còn nếu mà không rộng lượng thì chúng ta có thể nói là ông Hồ Chí Minh và phái đoàn của Việt Minh bị ép buộc. Là tại vì những tài liệu mà sau này được phổ biến tại Bắc Kinh vào năm 2004 và những cái tài liệu mà tôi nói lúc nãy là những cái hồi ký mật của ông Ngoại trưởng Liên Xô là ông Molotov, cho thấy rằng cái vấn đề hội nghị Geneva mà đi đến cái kết luận như vậy đó là một cái chuyện không thể tránh được, là tại vì mấy tháng trước đó, trước khi hội nghị Geneva bắt đầu, thì ông Chu Ân Lai lúc bây giờ là trưởng phái đoàn của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 54, tức là chỉ mới được 5 tuổi trong cái chế độ Cộng sản, thì đã đưa ra một cái kế hoạch để được Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc chấp thuận, thì trong đó có cái vấn đề chia đôi đất nước Việt Nam, trong đó có cái vấn đề nâng cao uy tín của Trung Quốc như là một đại cường, và trong đó có một cái vấn đề cũng quan trọng mà bây giờ hãy còn theo đuổi là làm thế nào để loại trừ cái sự hiện diện hay là cái ảnh hưởng của nước Mỹ tại Đông Nam Á. Chúng ta có thời giờ thì chúng ta sẽ nói cái điểm này có thể là trong chương trình kỳ tới. Nhưng mà tôi đưa ra những cái thí dụ này để chứng tỏ một điều là ông Hồ Chí Minh cũng như Phạm Văn Đồng, hay là nói tóm lại là cái phong trào Việt Minh, hoàn toàn không có sự tự do nào khác, phải chấp nhận cái sự quyết định của Bắc Kinh và của Liên Xô trong cái vấn đề phân chia đất nước Việt Nam. Xin chào ông sư, mình tạm ngưng một vài giây và khi mình trở lại mình sẽ nói thêm điều này, cũng như cái việc gọi là tổng tuyển cử để thống nhất hai miền vào năm 1956. Chúng tôi xin phép được tạm ngưng vài giây để mời quý vị xem một số thông tin thương mại. Xin chào mừng quý vị trở lại với chương trình Diễn đàn Chính luận. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đang có dịp trò chuyện cùng luật sư Lưu Tường Quang, một nhà cựu ngoại giao của Việt Nam Cộng Hòa, một người chứng nhân của lịch sử. Chúng tôi đang chia sẻ một số nhận định về Hiệp định chia đôi đất nước Việt Nam của chúng ta vào năm 1954, ngày 21 tháng 7, ngày Quốc nhục, qua cái Hiệp định Geneva. Thưa luật sư, một trong những cái điều mà rất là nhiều người đã lầm tưởng là có trong Hiệp định Geneva là cái sự việc mà Hà Nội cứ bảo là chính quyền Ngô Đình Diệm không chịu tổ chức cuộc tổng tuyển cử như Hiệp định Geneva đã có đề cập đến. Vậy thưa giáo sư, thưa luật sư, cái điều này nó như thế nào? Điều này nó hoàn toàn không đúng, thưa anh Phạm Nam. Là tại vì cái vấn đề mà gọi là tổng tuyển cử 2 năm sau khi ký kết Hiệp định Geneva, tức là vào tháng 7 năm 1956, nó không hoàn toàn không có điều khoản nào trong cái Hiệp định Geneva quy định vấn đề này cả. Trong 47 điều của Hiệp định Geneva không có điều khoản nào, tôi xin nhắc lại, không có điều khoản nào nói về vấn đề tổng tuyển cử 2 năm vào tháng 7 1956. Thực ra đó, thì cái vấn đề tổng tuyển cử 2 năm vào năm tháng 7 1956 đó là đã được ghi nhận trong khoảng 7 hay là điều 7 của cái bản tuyên bố sau cùng. Mà bản tuyên bố sau cùng này đó, nó không có ai ký tên cả. Nó chỉ là một cái ước muốn, một cái kỳ vọng của một số các phái đoàn là muốn có một cái giải pháp chính trị. Mà cái giải pháp chính trị đó chỉ là một cái ước muốn, nó không phải là một cái thành phần của Hiệp định Geneva, mà nó cũng không phải là nó có một cái hiệu lực của một cái hiệp ước quốc tế. Cho nên cũng vì lý do đó là mà nói một cách tổng quát đó, thì tổng thống hay là thủ tướng Ngô Đình Diệm không đồng ý là lời tuyên bố sau cùng là một thành phần cốt lõi của Hiệp định Geneva. Tuy nhiên sau khi nói như vậy đó, thì chúng ta phải nói thêm cho nó đúng với sự thật
là Tổng thống Ngô Đình Diệm đã tuyên bố là ông không chống lại một cuộc bầu cử tự do để đem lại hòa bình, thống nhất đất nước. Nhưng ông chống lại một cuộc bầu cử mà nó không có tự do, một cuộc cử đưa đến một chế độ nô lệ, một bầu cử mà nó không có sự giám sát của Liên Hiệp Quốc. Cái điểm quan trọng đó là chúng ta biết rằng từ năm 1946 cho đến năm 2023 ngày nay, có bao giờ mà Đảng Cộng sản mất một ghế hay Đảng Cộng sản mà thua trong một cuộc bầu cử nào hay không? Chắc chắn là không, là tại vì họ có một cái chế độ hậu khẩu, có chế độ hậu khẩu, có cái chế độ công an trị, họ kiểm soát từng ngày, từng giờ, đời sống của tất cả mọi người, và họ có thể quy định ai phải đi bầu và ai không được đi bầu, và bầu cho ai và chọn những người nào mà Đảng và nhà nước đã chọn. Cho nên cũng vì lý do đó mà Thủ tướng Ngô Đình Diệm lúc bây giờ, và thay là Tổng thống Ngô Đình Diệm một năm sau, nghĩ rằng trừ phi cái cuộc tổng tuyển cử này được tổ chức một cách tự do, nhân dân hai miền có quyền tự do lựa chọn và dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc, thì ông sẵn sàng tham dự vào cuộc bầu cử. Và tất nhiên đề nghị của Thủ tướng Ngô Đình Diệm đã không được chế độ Hồ Chí Minh chấp nhận, cho nên vì lý do đó mà cuộc tổng cử đã không được thi hành. Cho nên cũng vì lý do đó mà nếu bảo nói rằng Việt Nam hay là quốc gia Việt Nam hay là Việt Nam Cộng Hòa vi phạm Hiệp định Geneva bằng cách là không tham dự cuộc bầu cử thì đó là một điều sai lầm, đó là một cái sự không đúng với sự thật, thưa anh Phạm Nam. Dạ vâng, thì đó là một coi như là một cái tuyên truyền của Hà Nội, mà cái cuộc tuyên truyền đó rất có hiệu quả, bởi vì cho đến bây giờ, ngay cả thời điểm này, năm 2023, coi như là 69 năm sau khi cái Hiệp định Geneva được ký kết, cũng như là cái lời thông bố, cái lời tuyên bố chung, thông cáo chung được nói ra, thì rất là nhiều người vẫn còn hiểu lầm, vẫn được ngộ nhận cái điều này. Thưa luật sư, xin hỏi luật sư thêm là cái Hiệp định Geneva nó đã tạo ra những cái hệ lụy hậu quả gì cho đất nước Việt Nam trong suốt bao nhiêu năm qua? Cái Hiệp định Geneva, điều thứ nhất, nó không đem lại cái kết quả mà nó nhằm đến, tức là tạo nên một cái tình trạng ngưng bắn để giải quyết vấn đề. Lý do thứ nhất là vì trái với cái quy định của Hiệp định Geneva, Cộng sản Hồ Chí Minh đã để lại rất nhiều cán bộ và vũ khí tại miền Nam Việt Nam sau khi đất nước bị chia đôi. Mà trên nguyên tắc, nếu thi hành Hiệp định Geneva một cách đúng đắn, thì tất cả quân đội của quốc gia Việt Nam từ miền Bắc sẽ được triệt thoái vào miền Nam. Và điều đó Tổng thống Ngô Đình Diệm đã thực hiện. Chúng ta rút toàn thể quân đội quốc gia trên vĩ tuyến thứ 17 trở về miền Nam Việt Nam. Trong khi đó thì khoảng 100.000 cán bộ Cộng sản tập kết đi ra miền Bắc, nhưng mà họ để lại rất nhiều cán bộ và vũ khí tại miền Nam. Đó là một sự vi phạm trắng trợn về Hiệp định Geneva. Cái điểm thứ hai đó là chẳng những như thế mà họ còn ngoại nhập, tức là đem quân đội từ miền Bắc vào miền Nam và thành lập một cái tổ chức bình phong gọi là Mặt trận Giải phóng miền Nam vào năm 1960 để làm một cái công cụ gọi là Giải phóng miền Nam để lừa gạt dư luận quốc tế và lừa gạt cả nhân dân miền Bắc để xâm chiếm miền Nam như chúng ta đã biết, và kết thúc vào một cái cuộc chiếm đóng thủ đô Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4 1975. Tất cả những cái việc làm đó, tất cả những sự vi phạm đó đều không phải chính ông Hồ Chí Minh và chính phủ sau này Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thực hiện, mà họ thực hiện với sự giúp đỡ rất là nồng hậu, rất là dễ dãi, rất là quy mô từ phía Cộng sản quốc tế, kể cả Trung Quốc và Liên Xô cũng như các quốc gia Đông Âu, thưa anh Quang Nam, thưa anh Phạm Nam. Dạ vâng, thì theo cái nhận xét của luật sư, những cái gì xảy ra, những cái tan nát đổ vỡ cho nước Việt Nam của mình từ Bắc chí Nam, coi như là bắt đầu từ cái Hiệp định Geneva chia đôi đất nước, và cho bên Cộng sản có một cái bàn đạp để mà tấn công vào miền Nam để mà thống nhất nước Việt Nam theo cái ý hướng Cộng sản của họ. Thưa giáo sư, mình còn khoảng 2 phút, thì trong 2 phút này giáo sư có thể chia sẻ thêm, nếu có những cái nhận định thêm của giáo sư
về cái hiệp định Geneva. À, trước khi tôi nói như vậy thì tôi cũng xin nói thêm ai trách nhiệm về cái phân chia đôi đất nước, thì chúng ta biết rõ ràng đó là Trung Quốc chịu trách nhiệm một phần lớn, là tại vì ông Chu Ân Lai đã đưa ra cái giải pháp chia đôi đất nước này vào ngày 2 tháng 3 1954, trước khi hội nghị Geneva bắt đầu, và cái người nhân tố thứ nhì là Liên Xô, tại vì Liên Xô ủng hộ cái chế độ Bắc Kinh trong cái việc mà chia đôi đất nước Việt Nam, và một phần nào nữa là nước Pháp. Nước Pháp với chính phủ thiên tả còn mang Desfranc đã đi đêm với ông Chu Ân Lai tại tòa đại sứ Pháp ở Bern vào ngày 23 tháng 6 1954 để đưa đến cái giải pháp chia đôi đất nước Việt Nam. Cho nên cái hậu quả và cái nhìn của chúng tôi đó là cái hiệp định Geneva là một cái bằng chứng cụ thể nhất cho thấy rằng cái chế độ cộng sản đã không có một đường lối ngoại giao chính trị độc lập, mà đã đi theo hay là bị ép buộc phải đi theo các đại cường. Mà nói như vậy rồi đó thì chúng ta cũng nói một cách công bằng đó, thì quốc gia Việt Nam cũng không tránh khỏi cái ván bài của đại cường. Đại cường ở đây trong trường hợp này là nước Pháp, là đã bán đứng đi cái chủ nghĩa quốc gia tại Sài Gòn và đã ép buộc cái chủ nghĩa cộng sản tại Hà Nội để chấp nhận một cái giải pháp mà ngay từ khởi đầu cả miền Bắc lẫn miền Nam đều chống đối. Cái sự khác biệt là miền Nam xuyên suốt giữ vững lập trường quốc gia, trong khi miền Bắc thì bị áp lực của cộng sản quốc tế để chấp nhận một cái giải pháp mà chính họ sau này trong cái cuộc chiến giữa ông Đặng Tiểu Bình dạy cho Việt Nam Cộng hòa Xã hội Việt Nam một cái bài học vào năm 1979, thì chính chế độ cộng sản Việt Nam đã phổ biến một cái tài liệu gọi là sự thật về quan hệ Việt Trung trong 30 năm. Thì họ cũng đã nhìn nhận là họ đã bị Bắc Kinh phản bội tại Hội nghị Geneva 1954. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái lầm lỗi lớn nhất là Cộng sản Việt Nam đã không giữ được cái lập trường độc lập và thống nhất và hòa bình cho đất nước Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam. Bởi lý do ấy mà Đảng Cộng sản Việt Nam có thể tồn tại, và chính sách của họ hiện bây giờ là sông liền núi với Cộng sản Trung Quốc để có được một cái gọi là đồng minh vĩ đại, và do đó mất đi, đánh đổi đi cái sự độc lập và thống nhất, đem lại hạnh phúc cho toàn dân Việt Nam. Chúng ta có gì giờ thì có thể thảo luận thêm về vấn đề này từ kỳ tới, thưa anh Phạm Lan. Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Chúng ta sẽ thảo luận thêm vào kỳ tới. Nhưng mà tóm lại, qua những cái diễn biến của Hiệp định Geneva, chúng ta thấy rõ ràng là những người Cộng sản Việt Nam đã đặt các quyền lợi của đảng của họ, của quyền lực của những người lãnh đạo của họ trên cái quyền lợi của quốc gia và dân tộc của Việt Nam. Xin cảm ơn luật sư. Và xin cảm ơn quý vị để theo dõi chương trình Chính đàn Chính luận. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.